Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục với sản phẩm mới về tại shop. Thì đây là cái bô Get Level Solid Jean. À, không biết rồi ha. Đây là cái form chuẩn nhất cho anh em đi lên một chiếc Winner hoặc một chiếc Solid. Đó, giống như xin không chế bất cứ một cái gì hết. Đây nè, cái này nha. À, đây Jean này. Jean anh em ha. Thì giá của nó là 1.250.000 một cây. Bao xài rất là im và ngon và không có bị mấy anh kia hỏi thăm luôn. Tại vì nó nổ rất là im nha. Nó nổ cực kỳ im luôn nha anh em. Full box thì anh em sẽ được tặng thêm một cái miếng ốp này đây. Đó là khi mình giao hàng ha. Anh em nào muốn mua hàng cứ việc xuống cái link mô tả và điện thoại số điện thoại đó là gặp mình. Mình sẽ bán hàng cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.